quý vị đến với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Ukraine tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, Moscow giáng đòn sấm xét vào căn cứ không quân của Kiev. Tổng thư ký NATO bình luận về việc Ukraine sử dụng F-16 tấn công lãnh thổ Nga. Ukraine tấn công dữ dội vào Nga bằng vũ khí thần kỳ, lật ngược tình thế trên chiến trường. Ngày 14 tháng 6, Nga cáo buộc Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea do Moscow kiểm soát. Tổng cộng, Nga đã bắn hạ 87 máy bay không người lái do Ukraine phóng. Theo Vrada, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và tiêu diệt 87 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ Nga và lãnh thổ Crimea do Moscow kiểm soát vào đêm ngày 13 tháng 6, dạng sáng 14 tháng 6 có thông tin cho rằng có 70 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy trên lãnh thổ tỉnh Rostov của Nga, 6 chiếc khác bị bắn rơi ở tỉnh Voronezh, 6 chiếc bị hạ gục ở tỉnh Kursk, 2 chiếc ở tỉnh Begorod, 2 chiếc ở vùng Volgograd và 1 chiếc UAV trên lãnh thổ Crimea. Truyền thông Nga đưa tin, người dân thị trấn Mororov, tỉnh Rostov đã báo cáo về các vụ nổ lớn vào ban đêm trong khu vực. Ngoài ra, một vụ hỏa hoạn cũng đã xảy ra trong thành phố. Theo New Voice of Ukraine, đám cháy đã bùng phát gần sân bay quân sự Nga ở Mororos. Ông Vasily Golubets, thống đốc tỉnh Rostov của Nga cho biết, một số khu vực ở quận Mororos đã bị cắt điện do cuộc tấn công bằng UAV bất ngờ của Ukraine. Hiện chưa có báo cáo về thương vong của dân thường hoặc quân đội Nga sau vụ tấn công. Trước đó, ông Alexander Gusev, thống đốc tỉnh Voronezh của Nga, cũng tiết lộ rằng máy bay không người lái Ukraine đã tấn công một kho dầu trong tỉnh vào ban đêm và nó đã bị hư hại. Theo New Void of Ukraine, máy bay không người lái Ukraine đã đánh trúng một kho chứa dầu ở Litsky-Voronezh gây hư hại nghiêm trọng cho nó. Ông Gusev, thống đốc tỉnh Voronezh nói, các dịch vụ khẩn cấp hiện đang khắc phục hậu quả và việc đánh giá thiệt hại sau vụ tấn công. Trong một diễn biến liên quan, lực lượng Nga dạng sáng ngày 14 tháng 6 cũng tiến hành một cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Nga được cho là đã bắn tên lửa đạn đạo, hàng chục máy bay không người lái, tên lửa Kh-101 – từ ít nhất 5 máy bay ném bom chiến lược nhắm vào hầu hết các khu vực phía tây Ukraine. Đặc biệt, mục tiêu chính được ưu tiên trong cuộc tấn công là starokov ở vùng Khmenitsky, nơi đặt một căn cứ không quân rộng lớn của Ukraine. Nga được cho là đã phóng máy bay không người lái Sahet do Iran sản xuất, sau đó phóng tên lửa hành trình, tấn công căn cứ Nga. Cuộc tấn công dừng lại lúc 4 giờ 43 sáng ngày 14 tháng 6, nhưng khoảng 6 giờ sáng, tên lửa siêu thanh KH-472M2 Kijon của Nga tiếp tục được phóng để tấn công Staroko Tiantiniv. Tổng cộng, Nga đã sử dụng 31 tên lửa và UAV để tấn công Ukraine, bao gồm căn cứ quân sự của Kiev ở Staroko Tiantiniv vào dạng sáng ngày 14 tháng 6. Những tên lửa và UAV này bao gồm 10 tên lửa hành trình KH-101, KH-555 phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95 MS ở vùng Staratop của Nga, ba tên lửa đạn đạo Iskander M phóng từ Crimea và vùng Krasnodar Krai của Nga. Tên lửa đạn đạo KH-47M2 Kizon được phóng từ không phận vùng Tambos của Nga và 17 UAV shahed -131, 131 136 được phóng từ vùng Yes, Nga. Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố đánh chặn thành công 5 tên lửa và 14 UAV Nga nhắm vào các vùng Khmenitsky, Kiev, Nipopeskov, Jabozidia, Milolaiv, Kharkov và Odessa. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg tuyên bố việc viện trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine để tấn công bên trong lãnh thổ Nga sẽ không khiến các quốc gia thành viên của liên minh này trở thành bên tham gia xung đột. Theo đài RT Nga, khi được hỏi có nên áp đặt các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất hay không, ông stone nói rằng các cuộc không kích của Kiev ở bất kỳ nơi nào bên trong lãnh thổ Nga bằng máy bay F-16 do phương Tây tài trợ đều không phải là hành động leo thang xung đột. Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu có ý định cung cấp hàng chục máy bay chiến đấu cho Kiev sau khi nước này hoàn thành đào tạo phi công và có cơ sở hạ tầng mặt đất để vận hành F-16. Phát biểu trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Bruxelles, ông Stoltenberg cho biết các quốc gia có hạn chế khác nhau đối với việc sử dụng vũ khí của họ. Ông hoan nghênh một số quốc gia thành viên NATO gần đây nới lỏng các quy tắc này. Theo báo cáo, Washington đã bật đèn xanh cho Kiev sử dụng vũ khí của Mỹ vào các mục tiêu bên ngoài lãnh thổ Ukraine, cho phép các cuộc không kích vào vùng Belgorod của Nga như một phần của cuộc giao tranh giành vùng Kharkov lân cận. Một số quốc gia phương Tây khác cũng cho biết vũ khí của họ có thể được sử dụng theo những cách tương tự ông stoltenberg tuyên bố ukraine có quyền tự vệ bao gồm cả tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ nga ông nói thêm tự vệ không phải là leo thang và chúng tôi có quyền giúp ukraine do đó các đồng minh nato sẽ không trở thành một bên trong cuộc xung đột về phần mình moscow coi sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của nato tại ukraine cùng với ý định cuối cùng kết nạp quốc gia này vào khối quân sự do mỹ dẫn đầu là những rủi ro lớn đối với an ninh quốc gia các quan chức cấp cao của Nga tuyên bố việc các quốc gia thành viên NATO cung cấp vũ khí, đưa binh sĩ đến Ukraine, giúp Kiev lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công chống lại Nga, đã khiến họ trên thực tế trở thành bên tham gia vào các cuộc giao tranh. Tổng thống Nga Putin cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào sử dụng vũ khí phương Tây vào sâu lãnh thổ Nga đều sẽ bị đáp trả. Ông cho biết, Moscow có thể cung cấp vũ khí tầm xa cho bên thứ ba. Sau đó, những nước này sẽ sử dụng chúng để chống lại các khí tài quân sự của phương Tây. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng cảnh báo hành động leo thang ăn miếng trả miếng này có thể dẫn đến một thảm họa lớn cho tất cả các bên liên quan. Trong chia sẻ mới đây, Đại tá Anh Bretton Gordon cho biết, việc để Ukraine tấn công trực tiếp các mục tiêu quân sự của Nga bằng vũ khí thần kỳ của nước này đang bắt đầu xoay chuyển cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho Kiev. Cụ thể, Hamid de Bretton Gordon viết trong một bài bình luận trên The Telegraph đăng ngày 12 tháng 6 rằng, đã quá lâu, Ukraine đã phải chiến đấu với Nga bằng một tay bị trói sau lưng. Cựu quân nhân này đã giữ nhiều chức vụ trong cuộc đời binh nghiệp 23 năm của mình trong quân đội Anh. Ngoài chức vụ chỉ huy trung đoàn hóa học, sinh học, ích quang và hạt nhân chung của Vương quốc Anh từ năm 2004 đến năm 2006, The Bretton Gordon còn lãnh đạo tiểu đoàn CBRN phản ứng nhanh của NATO từ năm 2005 đến năm 2007. Ông The Bretton Gordon nói, Tuy nhiên, Cuối cùng, điều đó đang bắt đầu thay đổi. Từ bây giờ, với sự cho phép từ nhiều nước phương Tây, nhưng quan trọng nhất là Mỹ, Ukraine có thể tấn công các mục tiêu sâu hơn ở Nga. Khoảng tháng 5 vừa qua, tờ Politico đưa tin rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu của Nga ở Kharkov. Lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công vào khu vực này vào tháng 5 như một phần của cuộc tấn công mùa hè vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Ông de Bretton Gordon lưu ý trong bài bình luận của mình trong khi vẫn buộc phải ưu tiên mặt trận Kharkov do tính chất của các giấy phép được cấp. Washington vẫn còn quá ngại để cho Kiev toàn quyền khai hòa ở bất cứ đâu. Có bằng chứng cho thấy họ đã cho phép lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng mặt trận khác, vũ khí dự trữ để tấn công nơi khác. Cựu đại tá liệt kê một số thành tựu quân sự gần đây của Ukraine, trong đó bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tàu hải quân Nga tại vịnh Takarok và sân bay Atovin ở miền nam của nước Nga. Cuộc tấn công sau đó đã phá hủy máy bay tàng hình mới nhất của Nga máy bay ném bom chiến đấu Su-57. Ông de Britton Gordon nói trong một thời gian quá dài, Kiev đã phải chiến đấu trong một trận chiến không cân sức, khiến nước này rơi vào tình thế bất khả thi khi chứng kiến Nga tập trung quân qua biên giới của mình mà không thể tấn công họ. Bây giờ, điều đó đã thay đổi. Tôi nghĩ mặt trận Kharkov sẽ bắt đầu quay lại có lợi cho Kiev. Cựu quân nhân cho biết, những diễn biến gần đây không phải là điều mà Nga có thể đơn giản chống chọi bằng cách dựa vào chiến tranh tiêu hào. Ông nói, Nga không thể duy trì mức thương vong công nghiệp mà nước này hiện đang phải đối mặt. Tính đến nay đã lên tới hơn 500.000 người. Tôi không quan tâm tổ hợp công nghiệp của Nga tốt đến mức nào. Trong kỷ nguyên hiện đại, con số đó đơn giản là không bền vững. Nhưng những thành tựu của Ukraine trên chiến trường có thể khiến Nga có nguy cơ leo thang hơn nữa. Tháng trước, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cũng ám chỉ rằng các nước châu Âu khuyến khích Ukraine tấn công trực tiếp vào Nga có thể phải đối mặt với sự trả thù. Trong một chia sẻ trước báo giới vào ngày 28 tháng 5, Tổng thống Nga Putin nói. Vì vậy, các quan chức từ các nước thành viên NATO, đặc biệt là những quan chức ở châu Âu, đặc biệt là ở các nước nhỏ châu Âu, nên nhận thức đầy đủ về những gì đang bị đe dọa. Ông Putin nói thêm, họ nên nhớ rằng nước của họ là những quốc gia nhỏ và đông dân, đây là yếu tố cần tính đến trước khi họ bắt đầu bàn về việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ sắp diễn ra vào mùa thu này, vấn đề về thỏa thuận an ninh song phương Mỹ và Ukraine cũng hết sức được quan tâm. Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Zelensky ký thỏa thuận an ninh 10 năm vào ngày 13 tháng 6. Văn bản này sẽ cho phép Washington phải cung cấp cho Kiev nhiều loại vũ khí hỗ trợ quân sự. Điều này đã được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố. Các quan chức cho biết mục đích của thỏa thuận là cam kết từ các chính quyền tương lai của Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine ngay cả khi cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Các quan chức Mỹ cho biết họ hy vọng thỏa thuận này sẽ thu hẹp sự chia rẽ chính trị ở Mỹ nhưng thừa nhận rằng ông Trump hoặc bất kỳ tổng thống tương lai nào có thể rút khỏi thỏa thuận hành pháp không có tính ràng buộc về mặt pháp lý vì đây không phải là một hiệp ước mà sẽ không được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Nó cũng không chỉ ra bất kỳ nghĩa vụ mới nào liên quan đến triển vọng Ukraine gia nhập NATO. Ông Sullivan nói, Chúng tôi muốn chứng minh rằng Mỹ ủng hộ người dân Ukraine, chúng tôi sát cánh cùng họ và chúng tôi sẽ tiếp tục giúp giải quyết các nhu cầu an ninh của họ, không chỉ trong ngày mai mà còn trong tương lai với việc ông Trump đang dẫn trước đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden trong nhiều cuộc thăm dò. Tương lai của thỏa thuận an ninh song phương Mỹ-Ukraine vẫn chưa rõ ràng. Ông Trump đôi khi bày tỏ sự hoài nghi về việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine, nhấn mạnh rằng châu Âu phải gánh vác gánh nặng lớn hơn trong việc hỗ trợ Kiev. Cho đến nay, Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh song phương với 15 quốc gia khác, trong đó có Anh, Pháp, Đức và Italy. 16 quốc gia khác đã cam kết cuối cùng sẽ ký kết các thỏa thuận tương tự. Các quan chức Mỹ và Ukraine kỳ vọng các nước sẽ phối hợp những cam kết viện trợ có thể bắt đầu bằng hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo nato tại mỹ vào tháng tới mặc dù không phải nước nào ký thỏa thuận với kiev đều là thành viên của liên minh quân sự một quan chức nhà trắng giấu tên cho biết thỏa thuận không bắt buộc mỹ phải gửi quân đến bảo vệ ukraine trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công không giống như lời hứa của nato về việc bảo vệ lẫn nhau tất cả vì một một vì tất cả cũng không có số tiền nào liên quan đến sự hỗ trợ mà washington sẽ cung cấp cho kiev nhưng tài liệu này cam kết Mỹ sẽ tham vấn cấp cao với Ukraine trong vòng 24 giờ nếu nước này bị tấn công lần nữa trong tương lai. Mỹ cũng sẽ tiếp tục huấn luyện cho quân đội Ukraine, tăng cường hợp tác trong sản xuất công nghiệp quốc phòng và chia sẻ nhiều thông tin tình báo hơn hiện nay. Các nguồn tin cho biết, thỏa thuận này cũng được thiết kế để giúp xây dựng khả năng gian đe lâu dài của Ukraine trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm trên không, trên biển và không gian mạng. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!